May mắn là thanh xuân này tụi mình có nhau. Dù cách biệt âm dương, nhưng tình bạn sẽ mãi trường tồn. Đây là câu chuyện về tình bạn cảm động đang khiến nhiều người sụt sùi vì xót thương. Theo đó, một cậu bạn không may qua đời, cả nhóm vẫn ngày ngày tới nơi bạn an nghỉ để thăm. Sợ bạn buồn nên đứa nào cũng cố gắng cười, đọng cho bạn nghe những lời tâm sự, cùng nhau đùa giỡn tựa như người bạn của mình vẫn còn ngồi đó nói cười như xưa. Ấy thế mà, ở một góc khuất, đã có những giọt nước mắt không thể kìm nén được mà trào ra, nức nở. Thế là đã 50 ngày rồi kể từ khi bạn ra đi. Ngày ngày, cả nhóm vẫn ghé qua nhà bạn, cùng nhau kể chuyện hay bày trò để bố mẹ bạn vui vẻ hơn, nguôi ngoài nỗi đau mất con. Các bạn chia sẻ, giờ bác Tài với cô Hằng có thêm một bầy con nuôi rồi, mà cũng không biết tới cho vui nhà vui cửa hay thêm phá thêm lì nữa. Hôm qua lên thăm, ngồi mãi không chịu về. Tự nhiên thấy cảnh này mà tụi tao vui quá. Cô Hằng cấm ly chè nhìn bác Tài đánh bài với tụi tao mà cười quá trời. Tụi tao mừng lắm đó. Giờ thấy bác Tài với cô Hằng cười là lòng tụi tao còn mừng hơn ước mơ trúng số nữa. Mong ở thế giới mới, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với mày. Dù biết cuộc sống của bạn đã dừng lại ở tuổi thanh xuân, nhưng tình bạn này quả là đẹp, đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Hy vọng bố mẹ của bạn sẽ mau chóng vượt qua được nỗi đau này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Toán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.